Kinh tế toàn cầu dần tách thành hai khối sau hai năm xung đột Nga-Ukraine. Hai năm sau khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy nền kinh tế toàn cầu đang bị phân chia thành hai khối riêng và các quy tắc thương mại đa phương suốt gần 30 năm đang bị đe dọa. Tách thành hai khối Tờ US News dẫn thông tin báo chí thế giới cho biết căng thẳng địa chính trị làm gia tăng những lo ngại về an ninh kinh tế và đang dẫn đến các lệnh trừng phạt, hạn chế thương mại và dấu hiệu chia rẽ ngày càng nhiều giữa các quốc gia ủng hộ Nga và những quốc gia ủng hộ Ukraine. Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã cảnh báo rằng sự phân chia hoàn toàn thành hai khối đối đầu sẽ khiến cho nền kinh tế toàn cầu giảm 5%, trong đó các nước đang phát triển phải chịu thiệt hại nặng nề nhất. Trong kịch bản cực đoan này, Mỹ, Trung Quốc và các đồng minh của hai bên sẽ tham gia vào một cuộc chiến thương mại lưỡng cực và mỗi khối sẽ đặt ra các quy tắc riêng, bỏ qua các thỏa thuận đa phương. Chúng ta vẫn chưa xảy ra tình trạng này, nhưng các nhà kinh tế WTO đã chỉ ra rằng kể từ cuộc chiến Nga-Ukraine vào tháng 2 năm 2022, hai khối đang ngày một tách rời nhau. Họ cho biết trong một báo cáo, Chúng tôi tìm thấy bằng chứng ban đầu cho thấy có một xu hướng gắn dòng chảy thương mại với mối đe dọa địa chính trị kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine. Chúng tôi thấy những dấu hiệu đầu tiên của tình trạng phân mảnh trong thương mại toàn cầu. Thương mại thế giới bị chia rẽ giữa những bên có quyết định bỏ phiếu giống nhau ở Liên Hợp Quốc, không chỉ là bỏ phiếu về các nghị quyết liên quan xung đột ở Ukraine. Các hoạt động thương mại gạt Ukraine, Nga, Belarus sang một bên để loại bỏ tác động của các lệnh trừng phạt và của chính xung đột Báo cáo của WTO cho thấy, hoạt động thương mại hàng hóa giữa các khối đã tăng chậm hơn 4% so với thương mại trong nội khối. Mặc dù các nhà kinh tế chỉ ra rằng có dấu hiệu cho thấy các nước tăng cường hoạt động sản xuất tại các quốc gia bạn bè, nhưng họ không tìm thấy bằng chứng cho thấy các nước tăng cường hoạt động sản xuất tại các nước gần mình cũng như không thấy các nước thúc đẩy thương mại trong khu vực. Lấy mối quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc làm ví dụ, các nhà kinh tế WTO nhận thấy rằng căng thẳng thương mại vốn bùng phát khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt thuế quan cao đối với khoảng 2,3 hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc đã trở nên trầm trọng hơn do cuộc xung đột ở Ukraine. Nghịch lý là dòng chảy thương mại giữa hai nước lại tăng vọt lên mức cao kỷ lục vào năm 2022 khi nhu cầu của Mỹ đối với hàng tiêu dùng Trung Quốc tăng lên còn nhu cầu của Trung Quốc đối với các nông sản và năng lượng của Mỹ cũng tăng lên. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của WTO liên quan đến thương mại hàng hóa của Mỹ và Trung Quốc với các đối tác khác, thương mại song phương đã chậm lại. Báo cáo của WTO kết luận rằng, gia tăng căng thẳng thương mại ban đầu và cuộc xung đột sau đó ở Ukraine đã dẫn đến thương mại song phương giảm hơn 31% so với tháng 7 năm 2018. Căng thẳng địa chính trị một phần là nguyên nhân dẫn đến dự đoán bi quan về tăng trưởng thương mại hàng hóa toàn cầu, đặc biệt là trong năm 2023. Về kép tiêu cho biết họ sẽ cắt giảm ước tính 0,8%, còn Ngân hàng Thế giới cắt giảm 0,2%, tốc độ tăng trưởng thấp nhất trong 50 năm qua nếu không tính suy thoái kinh tế toàn cầu. Ông Ihan Skose, nhà kinh tế tại World Bank, nhận định với hãng tin Reuters rằng điểm yếu này xảy ra trong bối cảnh chính sách thương mại có những thay đổi mạnh mẽ sau quá trình hội nhập thương mại trước đó. Ông nói, kỷ nguyên đó về cơ bản đã biến mất. Giờ đây chúng ta có một kỷ nguyên mới với đặc điểm là các quốc gia không ký kết thỏa thuận và sau đó nếu ta nhìn vào số lượng các biện pháp hạn chế thương mại được đưa ra trên toàn thế giới, con số đó đã tăng vọt. Cơ quan giám sát tại Thụy Sĩ, Blocher's Alert đã phát hiện ra rằng hàng loạt biện pháp bóp méo thương mại kể từ đầu năm 2020, từ kế hoạch tăng thuế xuất khẩu đậu nành của Argentina đến việc tăng thuế nhập khẩu dầu cọ của Ấn Độ và viện trợ ở Mỹ cho chuỗi cung ứng chất bán dẫn, mặc dù các chính sách đôi khi đã nới lỏng các lệnh cấm nhập khẩu trước đó, nhưng việc tăng cường trợ cấp để làm cho hàng hóa trong nước rẻ hơn so với hàng nhập khẩu lại vượt những khoản này. Các nước cũng tăng cường trợ cấp tương tự trong các lĩnh vực khác như thực phẩm, thuốc men và chuỗi giá trị toàn cầu. Dữ liệu của Global Trade Alert cho thấy không chỉ có nhiều biện pháp hạn chế hơn mà còn có nhiều quốc gia hơn đang thực hiện các biện pháp này. Những hạn chế và bóp méo thương mại cho thấy các nước có động thái thúc đẩy chủ nghĩa bảo hộ, làm suy yếu các quy tắc toàn cầu vốn thúc đẩy thương mại mở và hạn chế các quốc gia trợ cấp cho các ngành trong nước. Viện Tài chính quốc tế nhận thấy rủi ro đối với nợ toàn cầu khi các chính phủ chi tiêu nhiều hơn để giảm thiểu tác động bất lợi trên chuỗi cung ứng do bảo hộ thương mại và xung đột địa chính trị ngày càng gia tăng gây ra. Tổng giám đốc WTO nhấn mạnh cái giá phải trả của tình trạng phân mảnh và ủng hộ tái toàn cầu hóa, tức là hồi sinh chủ nghĩa đa phương để có thể thúc đẩy nền kinh tế thế giới tăng khoảng 3%. Ông Georg Strico, phó giám đốc Trung tâm Chính sách châu Âu, nói rằng đối với châu Âu, vốn phụ thuộc vào thương mại nói riêng, điều tốt nhất để có thể hy vọng là chuyển sang trạng thái cân bằng mới để duy trì thương mại mở, ít nhất là với các đối tác thân thiện. Ông nói thoái trào xu hướng toàn cầu hóa là do thận trọng hơn với Trung Quốc và do gián đoạn các chuỗi giá trị, chẳng hạn như là khủng hoảng ở Biển Đỏ, có thể được bù đắp bằng quá trình đa dạng hóa mạnh hơn và mở cửa thương mại ở những nơi khác. Một cuộc tiến công mới, phép thử lớn về tương lai của xung đột tại Ukraine. Sau Abiyavka, Nga tiếp tục giành thêm được các lợi thế tấn công khi chiếm được làng Pobeda gần Marinka. Thông tin này được chính kênh quân sự Deep State xác nhận. Việc chiếm giữ được ngôi làng này có thể tạo ra mối đe dọa đối với quân phòng thủ Ukraine theo các hướng Tây Bắc ở novo Novomikhailovka. Ngôi làng này nằm giữa thành phố Marinka và Ukleda, Giới quan sát nhận định rằng tất cả các trận chiến theo hướng này là để Nga chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn vào Ukraine từ phía Bắc, đồng thời có thể tạo ra mối đe dọa ở sân phía Nam cho các đơn vị phòng thủ của Ukraina tại Kurakhove. Ukraine được cho là thành trì quan trọng của Ukraine ở Donetsk và nó cũng là nút thắt quan trọng trên tuyến huyết mạch hậu cần của quân đội Nga. Thị trấn nhỏ này nằm cách Mariupol 100 km và nếu như Nga giành được chiến thắng tại đây, đó sẽ là cú đánh mạnh tiếp theo vào quân đội Ukraina. Chiến thắng ở Ukraine cũng đã được đánh giá là có thể thay đổi cán cân quyền lực ở khu vực Donetsk và cải thiện tuyến phòng thủ của Moscow ở Melitopol. Ukraine sở hữu một tổ hợp gồm 4 tòa nhà cao tầng có từ thời Liên Xô. Thị trấn này trở thành một pháo đài vững chắc. Do đó, Ukraine cũng là một phần then chốt trong tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía tây nam Donetsk, giúp ngăn cản Nga tấn công bên sườn Marenka và Kurakhove. Ngoài ra, Ukraine còn nằm trên nút giao thông quan trọng ở mặt trận phía đông của Nga ở khu vực Donetsk với mặt trận phía nam ở khu vực Zaporizhia đồng thời gần với tuyến đường sắt duy nhất nối Crimea với khu vực Donbass. Kiev đã tận dụng các vị trí đó để có thể nã phá vào các đoàn tàu tiếp viện của Nga, chúng gần như cản trở Moscow đạt được mục tiêu quan trọng, đó là kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass. Phía mất ngôi là Ukraine và sắp tới là Novo Mikhailovka cũng sẽ đẩy lực lượng Ukraina tại Ukraine vào thế gọng kìm. Phóng viên quân sự của kênh TSN Ukraina đã kêu gọi tướng Oleksandr Tanapsky phải gấp rút xây dựng tuyến phòng thủ thứ hai ở Ukraine càng sớm càng tốt. Phóng viên này xác nhận rằng người Nga đang tiến gần đến Ukraine và lo ngại rằng chẳng mấy chốc thì nơi này sẽ nối gót báo mút và ADFK. Đã gần một tuần trước qua kể từ khi ADFK thất thủ, giới quan sát bắt đầu nhìn nhận lại về phía thất bại của Ukraine. Truyền thông phương Tây thì cố gắng giảm nhẹ tổn thất của Kiev sau những mất mát này. Trên thực tế thì ADFK quan trọng hơn rất nhiều so với báo mút bởi vì đây là khu vực công sự được cho là kiên cố nhất của Ukraine do Tổng thống Proshenko tạo ra vào năm 2014. Trong khi đó, Bác Mút chỉ đơn giản là công sự dự phòng ở hậu phương, cho nên không thể so sánh được với APDFK. Tầm quan trọng chiến lược của Bác Mút cũng nhỏ hơn nhiều trong khi số người thiệt mạng tại đây ở cả hai phía lại nhiều hơn đáng kể so với APDFK. Trong khi Bác Mút không gặp phải tình trạng thiếu đạn dược thì câu chuyện tại APDFK vào thời điểm tháng 2 này lại hoàn toàn khác. Quân phòng thủ Ukraine không chỉ thiếu đạn mà còn thiếu đi một kế hoạch tổng thể để có thể ứng phó lại với người Nga, cũng như phải hứng chịu một số lượng lớn bom FAB khổng lồ khoảng 250 quả bom đã được thả xuống trong vòng 2 ngày cuối cùng trước khi Afdiyevka sụp đổ. Thêm nữa, người Nga đã tạo ra một chiến thuật mới có tính chất quyết định tại Afdiyevka, đó là cô lập hậu cần của đối phương trên chiến trường bằng cách cắt đứt tuyến đường tiếp tế chính của quân phòng thủ Ukraine vào thành phố. Không có phương tiện di chuyển và luân chuyển, lực lượng phòng thủ của Ukraine đã nhanh chóng bị tiêu hao ở Bắc mút bất chấp tổn thất, quân phòng thủ Ukraine vẫn tuân theo mệnh lệnh của tổng thống Zelensky, chiến đấu đến cùng trong thế bị bao vây và dẫn đến những tổn thất nặng nề. Nhưng tại Avdiivka, quân đội lại nổi loạn, bất chấp tuân mệnh và tự ý rút lui không có kế hoạch. Do đó họ cũng gặp tình trạng giống như Bắc mút với kết cục thảm khốc và Ukraine sẽ kết thúc nếu như không có đòn phản công mới. Trước thêm kỷ niệm 2 năm xung đột quân sự, tình hình dường như hoàn toàn bất lợi cho chính quyền của Kiev khi mà Nga đang chiếm vị trí dẫn đầu ổn định trong khi Ukraine phải đối mặt với một thực tế nghiệt ngã. Đó là họ đang cạn kiệt binh lính và đạn dược, còn các đồng minh phương Tây cũng không vội vã giúp đỡ họ. Tờ dự Tham của Israel dẫn lời các chỉ huy Ukraine cho biết, trong số tất cả những người lính tham gia mặt trận cách đây 2 năm, chỉ có đến 60-70% là còn phục vụ, số còn lại đã thiệt mạng, bị thương hoặc giải ngũ do tuổi già và bệnh tật. Ukraine cũng đang gặp khó khăn nghiêm trọng trong việc tuyển dụng tân binh, đơn giản là vì không có người tự nguyện đăng ký đi lính. Một bộ phận đáng kể thanh niên đã ra nước ngoài và một số ít người còn lại hầu như không có động lực chiến đấu. Tại tiền tuyến, không chỉ chịu thương vong nặng nề bởi hỏa lực của Nga, binh sĩ Ukraine còn phải đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đất thì đóng băng và đã biến thành bùn dày trong nhiệt độ ấm áp trái mùa. Chúng đang tàn phá sức khỏe của họ. Về vũ khí, Kiev phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ nước ngoài. Quốc hội Mỹ thì chỉ hoãn viện trợ, trong khi AU lại thừa nhận chỉ có thể cung cấp một nửa trong số một triệu viên đạn đã từng cam kết. Điều đó càng khiến cho Kiev dễ bị tổn thương hơn bất cứ lúc nào kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Tờ The Guardian đã lột tả chân thực tâm trạng của Ukraine vào lúc này, đó là sốc, giận dữ và mệt mỏi sau hai năm đau khổ về chiến tranh. Tờ này có đoạn viết như sau: Với thương vong ngày càng tăng, quân đội và nguồn cung cấp pháo binh cạn kiệt, viện trợ tài chính của Mỹ bị đình trệ và với viễn cảnh tàn khốc nếu nhiệm kỳ của tổng thống Donald Trump trở thành hiện thực người ukraine chào đón lễ kỷ niệm thứ hai với sự lo lắng về tương lai cũng như sự chia rẽ ngày càng rõ rệt trong xã hội nhưng mà điều nguy hiểm nhất với ukraine vào lúc này có lẽ không phải là thiếu vũ khí mà là họ thiếu đi nguồn lực con người The Guardian cho biết rằng việc tìm kiếm những người lính tình nguyện viên chiến đấu ngày càng trở nên khó khăn hơn nhiều người đang trốn ở nhà vì sợ bị triệu tập hoặc đang cố gắng để trốn khỏi đất nước Nhà bình luận chính trị Ukraine Volodymyr Fesesko nói rằng việc huy động vốn không được xã hội hưởng ứng. Mọi người đều hiểu rằng chiến tranh sẽ kéo dài và không có ai muốn mạo hiểm mạng sống của mình với những người thân yêu. Cũng trong giai đoạn khốc liệt của Ukraine, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU là Josep Borrell đã đưa ra những tuyên bố kỳ lạ tại hội nghị an ninh Munich. Ông ấy nói rằng trong 3 tháng tới, tình hình chiến trường ở Ukraine sẽ được giải quyết, chỉ cần phương Tây cung cấp thêm vũ khí cho Kiev nhưng ông ấy lại quên mất rằng không có yếu tố con người thì vũ khí cũng chỉ là vô dụng tất nhiên ông Borel không phải là người không hiểu thực tế này do đó ông ấy đã vẽ ra một bức tranh lạc quan màu hồng rằng Ukraine sẽ giành được chiến thắng trong cuộc chiến tranh nước ngoài với nga bằng cuộc chiến máy bay không người lái Ông này kể là đã đến thăm một nhà máy sản xuất UAV ở Ukraine và rất ngạc nhiên trước cách mà Ukraine có thể chế tạo ra máy bay không người lái chất lượng cao với số lượng lớn, đồng thời tin tưởng rằng Ukraine sẽ đi đầu trong một phương thức chiến tranh mới và rằng cuộc chiến này sẽ được quyết định bởi máy bay không người lái. Nhưng liệu UAV có phải là yếu tố quyết định cuộc chơi và có thể đảo ngược được tình thế trên chiến trường chỗ Ukraine vào lúc này hay không? UAV đã trở thành trung tâm của cuộc chiến ở Ukraine. Giới quan sát tin rằng nó đã định hình lại chiến tranh, không chỉ mang lại hiệu quả ở cấp độ chiến thuật mà còn định hình các kết quả chiến lược tuy nhiên điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải phân biệt giữa các cấp độ chiến tranh khác nhau ở cấp độ chiến thuật của chiến tranh nó đề cập đến các hành động trên chiến, chiến trường chẳng hạn như tuần tra hoặc là đột kích cấp độ hoạt động của chiến tranh thì lớn hơn một chút đó là sự đồng bộ hóa giữa các hành động chiến thuật của quân đội để đạt được các mục tiêu quân sự rộng lớn hơn chẳng hạn như là tiêu diệt lực lượng lớn của đối phương cấp độ chiến lược của chiến tranh thì liên quan đến các mục tiêu quân sự kết hợp với nhau để đảm bảo các mục tiêu chính trị có thể dẫn đến việc kết thúc chiến tranh vậy trong cuộc chiến ở ukraine uav đã đạt được những gì ở ba cấp độ này bằng chứng ngày càng tăng cho thấy uav đã mang lại một số thành công về mặt chiến thuật và hoạt động cho cả ukraine và nga tuy nhiên chúng không hiệu quả về mặt chiến lược Bất chấp việc sử dụng UAV ngày càng tăng, Kiev vẫn chưa thể đánh bật được Nga ra khỏi khu vực Donbass, thậm chí còn thua cuộc và mất thêm nhiều phần lãnh thổ khác. Đặc biệt là ở mặt trận APDFK thì đây là nơi mà quân đội cả hai bên đã sử dụng mật độ UAV dày đặc. Trong khi đó Nga cũng chưa khắc chế được các vụ phóng UAV vào lãnh thổ của Nga cũng như là các vụ tấn công vào Crimea. Đội quân UAV của Ukraine bao gồm các loại máy bay không người lái giá rẻ và dễ dàng trang bị vũ khí chẳng hạn như là DJI do Trung Quốc sản xuất. Ukraine cũng sở hữu các UAV Barikata do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Viện nghiên cứu quốc phòng và an ninh hoàng gia Anh ước tính rằng Kiev dùng từ 10.000 UAV hàng tháng. Và trong vòng một năm tới thì nước này sẽ có thể có nhiều UAV hơn cả binh lính mà họ ngụ ý rằng họ sẽ mua hơn 2 triệu máy bay không người lái trong tương lai. Nga đã đáp trả bằng cách nhập khẩu UAV Shahed của Iran và họ cũng mở rộng việc sản xuất UAV trong nước. Người Nga dự định đến năm 2025 họ sẽ sản xuất ít nhất là 6.000 UAV theo mẫu Shahed 136. Ukraine và nga đều sử dụng UAV cho nhiều mục đích chiến thuật và hoạt động cũng như là chiến lược. Các nhà phân tích quân sự thường kết hợp ba cấp độ chiến tranh này để biện minh cho tuyên bố của họ rằng UAV đang định hình tại xung đột. Nhưng trên thực tế, các cấp độ là rất khác nhau. Thứ nhất, máy bay không người lái chỉ có tác dụng lớn nhất ở cấp độ chiến thuật, đặc trưng cho các trận chiến giữa lực lượng nga và ukraine. Nổi tiếng là việc đơn vị trinh sát trên không Eurozovka của ukraine đã sử dụng UAV để ngăn chặn đoàn xe nga di chuyển từ Chernobyl đến Kiev một tháng sau khi nga bắt đầu tấn công ukraine. Ngoài ra cả Nga và Ukraine đều sử dụng UAV để tấn công xe tăng, xe bọc thép chở quân của nhau. Cũng vì lý do này mà cả hai bên đều phát triển các phương pháp chống lại UAV của đối phương. Nga đã tận dụng khả năng tác chiến điện tử tiên tiến của mình để gây nhiễu hiệu quả UAV địch, khiến cho chúng mất kiểm soát và bị rơi. Còn ở phía bên kia, các chuyên gia của Ukraine cũng đang thử nghiệm các phương án để khắc phục tình trạng gây nhiễu này. Ở yếu tố thứ hai, UAV ít thành công ở cấp độ hoạt động của chiến tranh, vốn nó được thiết kế để tích hợp các trận chiến vào chiến dịch nhằm đạt được những mục tiêu quân sự rộng lớn hơn. Mùa xuân năm 2022, Ukraine đã sử dụng Uava Barita kết hợp với tên lửa để đánh chìm chiến hạm Moscow của Nga ở Biển Đen. Kể từ đó đến nay, Kiev tuyên bố họ đã phá hủy thêm 15 tàu Nga cũng như làm hư hại 12 chiếc khác. Ukraine còn sử dụng phương tiện không người lái trên biển để tấn công cầu Crimea cũng như là tấn công các kho nhiên liệu ở biển Baltic và gần xanh Petersburg mặc dù những hoạt động này đã tạm thời làm gián đoạn ngắn hạn các cuộc tấn công của nga ở biển đen và các cuộc tấn công vào hậu phương ukraine nhưng kiev lại thiếu ưu thế trên không do đó họ khó có thể ngăn cản được khả năng cơ động tấn công của nga kết quả là máy bay không người lái ukraine không mang lại được hiệu quả về mặt chiến lược và không có khả năng định hình kết quả cuộc chiến nó cũng không phải là viên đạn ma thuật có thể mang lại khả năng thay đổi cuộc chơi để quyết định số phận của các quốc gia vì vậy những kỳ vọng của joseph borrell chỉ là viển vông Thay vào đó, mỗi quốc gia cần phải lựa chọn dựa vào các loại vũ khí kết hợp đã được thử nghiệm trong thời gian dài, đặc biệt là phải thích hợp được yếu tố con người và hệ thống vũ khí tại một thời điểm và địa điểm cụ thể thì mới có thể đạt được hiệu quả cao nhất. Sự kết hợp này kéo dài trong cuộc chiến sẽ đem lại ưu thế và khiến cho đối thủ suy yếu dẫn tới một giải pháp thương lượng để chấm dứt chiến tranh trong bối cảnh này nga đang chiếm ưu thế khi sử dụng kết hợp được các loại vũ khí cả mới và cũ nhân sự được huy động ổn định và nguồn cung cấp đạn pháo dồi dào họ có thể giành được nhiều mục tiêu chiến lược như Mariupol, Soledad, marinka bangmut và mới đây nhất là abdiabka